Kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Dòng chảy cuộc đời. Phụ nữ cần nắm rõ 8 cách nhìn người cực chuẩn để chọn bạn mà chơi, chọn người mà lấy. Những phép nhìn người dưới đây ai cũng nên biết trước khi cân nhắc kết thân hay gắn kết cuộc đời mình với ai đó. 1. Muốn biết gia cảnh, hãy để ý bạn bè xung quanh họ. Bạn bè xung quanh chính là tấm gương phản chiếu cách sống, cách đối xử và nhân cách một con người. Nếu bạn là người tốt, có lối sống lành mạnh thì tất nhiên bạn sẽ không bao giờ giao du với những người thuộc thành phần phức tạp, nguy hiểm mà chỉ chơi với người có lối sống giống mình. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, câu này đố có sai. Bởi vậy, nếu tình bạn hay tình yêu có tan rã, nói cho cùng cũng chỉ là không hợp. Đã hợp nhau, hợp gia cảnh thì dù là bùn nhơ hay ngọc ngà cũng sẽ có đôi có cặp. 2. Muốn biết tính cách, hãy để ý khi họ thức dậy. Một người thức dậy với bộ mặt vui vẻ chắc chắn là người tính tình dễ mến, vui tươi. Còn một người chào ngày mới với bộ mặt cau có chắc chắn là người khó tính, khó gần, hay lo, hay nghĩ. 3. Muốn biết người có quan tâm bạn thật sự hay không, hãy chờ lúc khó khăn. Thời điểm bạn gặp khó khăn trong cuộc sống chính là lúc bạn có thể nhìn nhận một người rõ nhất. Nếu người ấy sẵn sàng ở bên cạnh bạn, cùng bạn trải qua những khó khăn thì chúc mừng, bạn đã tìm được một người chân thành, tốt bụng. 4. Muốn biết gia phong, hãy nhìn cách họ cư xử với người già và trẻ em. Người già và trẻ em thường rất khó chiều, vậy nên muốn biết một người có được dạy dỗ tử tế hay không, hãy quan sát cách cư xử của họ đối với người già và trẻ em. Nếu họ vẫn hòa nhã, ôn tồn, không nổi nóng thì chính xác đó là người sống có lý trí, biết suy nghĩ và kiềm chế, được dạy dỗ bảo ban, biết tiếp thu những giá trị nhân văn của cuộc sống. 5. Muốn biết tốt xấu, hãy xem cách người khác đối xử khi họ gặp khó khăn. Muốn biết một người tốt hay xấu, hãy nhìn cách đối xử của những người xung quanh khi họ rơi vào khó khăn bế tắc. Nếu bạn bè xóm làng sẵn sàng giang tay giúp đỡ mà không đòi hỏi báo đáp thì chắc chắn đó là người tốt, sống có tình có nghĩa, biết chọn đối tượng để kết giao. 6. Muốn biết tiền đồ, hãy xem họ có mánh mung, tham lợi nhỏ. Những người có tiềm năng làm nên việc lớn thường sở hữu tầm nhìn xa, trông rộng, tính cách quyết đoán nên sẽ không tham lam những cái lợi nhỏ trước mắt mà chỉ dồn chí hướng vào những cái lợi to lớn hơn. Những người như vậy, tâm tính cũng sẽ rất rộng rãi và giàu nghị lực. 7. Muốn biết một người có đáng tin, hãy nhìn vào lời hứa. Một người đáng tin cậy chắc chắn sẽ thực hiện những lời hứa của mình. Họ không bao giờ hứa hiêu, hứa vượn, cốt để lấy lòng người khác. 8. Muốn biết chân tâm, hãy nhìn vào ánh mắt người đó. Người xưa có câu, đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn và là thứ duy nhất không biết nói dối. Vậy nên, nếu muốn biết tính cách chính xác của một người, thì hãy để ý quan sát ánh mắt người đó khi giao tiếp. Nếu là người đĩnh đạc, nghiêm túc, thì ánh mắt sẽ vô cùng kiên định và ngay thẳng. Còn nếu là người gian dối, xảo hoạt hay tính toán, thì ánh mắt sẽ liên tục láo liên như mắt lươn, không thể che giấu sự gian manh, tính toán. Và tiếp theo sau đây, mời các bạn cùng đến với 19 thói quen nhỏ tác động lớn đến hạnh phúc của bạn. Hãy dành thời gian để suy nghĩ mỗi ngày. Những thay đổi nhỏ bé, tích cực mỗi ngày có thể làm cho bạn hạnh phúc hơn trong thời gian dài. Các thói quen như ăn uống lành mạnh, trung thực hơn hoặc tham quan các phòng triển lãm nghệ thuật có thể cải thiện quan điểm của bạn về cuộc sống một cách mạnh mẽ. Dành thời gian để học hỏi từ những người cao tuổi có kinh nghiệm hơn bạn, vì họ có thể cho bạn biết cách suy nghĩ và sự sáng suốt, sâu sắc cũng như tình bạn. Sự thành công không đến ngay lập tức, thông qua sự tiến bộ rất nhiều của bản thân, từ những thành công nhỏ bé, sâu chuỗi kết hợp lại, theo thời gian sẽ mang đến thành công cho bạn. Nếu bạn muốn xây dựng một cái gì đó to lớn, nếu bạn có một tầm nhìn, một ước mơ hoặc là một mục tiêu được xác định rõ ràng, thì vấn đề không phải là bạn có thể làm thế nào cho điều đó xảy ra ngay bây giờ hoặc ngày mai, mà câu hỏi đặt ra là những thói quen nào có thể giúp tôi đạt mục đích cuối cùng? 1. Làm những gì bạn nói. Bước 1. Với tất cả các vấn đề, nói ít hơn, làm nhiều hơn. 2. Khi chép lại mỗi ngày một lần, dù chỉ là một đoạn văn ngắn hoặc dăm ba câu,
biểu lộ sự ngạc nhiên hay cáu giận, một câu thôi, hãy thực hiện động tác ghi chú nhanh để biết mình đang ở trạng thái nào và viết xuống. Thực hiện việc đó lâu dài sẽ mang đến cho bạn một nền tảng và sự tỉnh táo, lành mạnh. Tất cả bắt đầu bằng sự thừa nhận. 3. Không bao giờ dối trá. Những người cao tuổi thường nói, chúng ta sẽ dệt ra một lô chuyện dối rắm khi mà ngay từ lúc bắt đầu chúng ta đã lừa dối. 4. Luôn luôn dành thời gian cho những người bạn thân nhất của mình. Một người bạn của tôi quản lý một vài nghệ sĩ âm nhạc rất thành công, và một lần anh ấy đã nói với tôi nhận thấy rằng bạn có thể có rất nhiều tiền, nhưng nếu tiền đó do bạn bán đứng bạn bè của mình để có được, thì bạn sẽ không vui vẻ được đâu. 5. Rèn luyện tay nghề của bạn. Có thể chỉ là một sở thích bây giờ, nhưng một ngày nào đó có thể trở nên rất đặc biệt. Nếu bạn yêu thích, hãy rèn luyện thường xuyên. Đừng chờ đến lúc 40 tuổi rồi mới nói với những người trẻ tuổi mà họ gặp rằng tôi đã từng muốn trở thành một tay chơi guitar. Ồ, vậy tại sao sau đó bạn vẫn không chơi nó? 6. Tập thể thao. Hoặc chỉ là tham gia lớp học yoga, chạy lên và xuống trong một tòa nhà. Bất cứ điều gì, chỉ cần là hoạt động thể chất, sẽ chẳng hấp dẫn chút nào khi bạn không thể leo nổi lên cầu thang. 7. Hãy ở cùng với những người mà bạn mong muốn sẽ trở thành. Đây là một thói quen và sự lựa chọn. Nếu bạn không hài lòng với những gì đang xảy ra với mình, rồi bạn nhìn vào những người xung quanh mình, sau đó nhận ra có thể họ cũng đang ở trong một tình cảnh tương tự và bạn bưng xuôi, thì bạn sẽ không khá hơn được đâu. 8. Đọc. Hãy đọc một cách nghiêm túc. Nếu bạn chỉ đọc thôi, thì bạn nên đọc các tin tức trên mạng, rồi sau đó bạn hãy đăng ký một tài khoản trên Amazon để đọc được những quyển sách điện tử từ ứng dụng Kindle của họ. 9. Không chỉ đặt ra các mục tiêu mà còn cần theo dõi chúng. Một trong những điều nổi bật nhất mà tôi từng làm cho bản thân mình là lập kế hoạch cho cuộc đời của mình. Vâng, một kế hoạch cho tương lai, và tất cả những gì tôi muốn sẽ hoàn tất trong 3 tháng tới. Tôi đã lên kế hoạch giống như tôi sẽ làm một chiến dịch marketing. Tôi không nói đùa đâu, nhưng hãy đoán xem là gì đây. Việc đó đã chỉ cho tôi tất cả những gì tôi cần phải biết, khi nào đến thời hạn, và tôi cần phải bỏ ra bao nhiêu thời gian cho việc đó để hoàn thành. Hãy làm điều này thường xuyên hơn, và bạn sẽ ngạc nhiên về việc bạn sẽ thành công và giảm nhiều công sức ra sao. Vậy điều cần phải làm là định lại thói quen đó ngay lập tức. 10. Đừng bao giờ đi ăn một mình. Một đúc kết giá trị, một cuốn sách tuyệt vời và là một phương châm đời sống, làm cho bữa trưa và bữa tối của bạn trở nên có ích hơn bằng việc chia sẻ trong các cuộc trò chuyện với những người mà bạn có thể kết nối, cộng tác và học hỏi từ họ. 11. Trang phục để thành công. Bạn có thể nghĩ đó là sự sáo rỗng, nhưng lại là sự thật. Bạn sẽ có nhiều tự tin hơn khi bạn cảm thấy tốt về cách bạn thể hiện bản thân. Hãy làm việc đó thành một thói quen để lột tả bản thân bạn một cách tốt nhất. 12. Suy ngẫm và phản chiếu. Song song với thói quen ghi chép, bạn cần phải dành thời gian để suy ngẫm. Bạn không phải lúc nào cũng có thể trong chế độ hoạt động. Nếu không có sự suy ngẫm, bạn sẽ không thể tích hợp được các bài học mà bạn đã học được trên bước đường đi của đời mình. 13. Dạy người khác. Ngay cả trước khi bạn cảm thấy mình là một chuyên gia, mà những kiến thức mà bạn có được và truyền nó cho những người xung quanh, điều đó không chỉ tốt cho người khác mà bạn sẽ còn học được thêm điều gì đó trong những vấn đề bạn đang giảng ra. Thậm chí, bạn còn có thể hiểu sâu sắc hơn khi bạn giải thích điều đó với người khác. 14. Vui chơi. Lần cuối cùng bạn đến bãi biển là khi nào? Lần cuối cùng bạn làm điều gì đó một cách say mê như nhảy dù chẳng hạn là khi nào? Lần cuối cùng bạn viết một bài hát cho đàn ukulele, đàn guitar nhỏ 4 giây của bạn là khi nào? Hãy nuôi dưỡng phần trẻ con bên trong bạn, dành thời gian để vui chơi. 15. Ăn uống lành mạnh. Những gì bạn ăn là một thói quen. Bạn sắp đặt thói quen và lặp lại thói quen đó hàng ngày trong một thời gian dài. Hãy tạo ra thói quen tự chăm sóc, đừng thờ ơ với bản thân mình. 16. Liên kết những người ở nhiều độ tuổi khác nhau. Hãy chắc chắn rằng bạn giữ liên lạc với những người lớn tuổi và cả trẻ tuổi hơn bạn. Họ sẽ cho bạn thấy những cách suy nghĩ và quan điểm rất cần thiết. 17. Xem nghệ thuật.
Không ai có thể có được cảm hứng khi ngồi lì trên bàn làm việc cả ngày. Hãy đi đến các viện bảo tàng, đi xem phim, đi nghe nhạc. Hãy thưởng thức những vở kịch câm trên đường phố hoặc màn trình diễn cappella ở ga tàu. Hãy đi ra ngoài và lấy cảm hứng. 18. Thức dậy khi bạn nói rằng bạn sẽ thức dậy. Khi bạn đặt báo thức vào đêm trước, thì nghĩa là bạn đang hứa với bản thân mình rằng bạn sẽ dậy lúc đó, và hãy giữ lời hứa đó. 19. Đọc to lên mục đích chính của bạn. Trích từ quyển sách Hãy suy nghĩ và trở nên giàu có của Napoleon Hill. Viết ra bất cứ điều gì bạn muốn xây dựng cho chính mình trong cuộc sống, rồi mỗi buổi sáng và mỗi tối hãy đọc to điều đó lên, to lên. Nghe điều đó trong giọng nói và trong trái tim của bạn, chào mừng nó bước vào thế giới này. Và để không bỏ lỡ những video khác trên kênh Dòng Chảy Cuộc Đời, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm vào chuông thông báo nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.